Xin chào các em, đến hẹn lại lên thì hôm nay cô và các em lại được gặp nhau trong video ôn tập giữa học kỳ 2 của bộ môn công nghệ 6. Trong bài kiểm tra giữa học kỳ 2 này, nội dung trọng tâm chủ yếu sẽ nằm trong chương 3, trang phục và thời trang. Trong chương 3 chúng ta sẽ có 3 bài, bài 6, bài 7, bài 8. Đối với cơ cấu của bài kiểm tra giữa học kỳ 2 này sẽ có hai phần. Phần đầu tiên sẽ là phần tự luận, sẽ chiếm 6 điểm. Phần thứ hai sẽ là phần trắc nghiệm, sẽ chiếm 4 điểm. Sau đây thì cô sẽ ôn lại cho các em phần lý thuyết trong chương 3, trang phục và thời trang. Sau đây cô sẽ ôm lại kiến thức trọng tâm trong bài số 6, các loại vải thường dùng trong may mặc. Trong bài số 6 thì chúng ta đã học và tìm hiểu về 3 loại vải cơ bản sau đây. Vải đầu tiên là vải sợi thiên nhiên, có nguồn gốc từ động vật. Thì chúng ta sẽ lấy từ sợi tơ của con tằm hoặc sợi lông của lông cừu. Ngoài ra chúng ta còn có thể lấy từ sợi lông của lạc đà, lông dê, lông vịt, vân vân. Còn đối với thực vật thì chúng ta có thể lấy từ sợi xơ trong quả cây bông của cây bông, sợi xơ trong thân cây lanh hoặc sợi xơ trong thân cây sen, vân vân. Như các em đã thấy, đối với vải sợi thiên nhiên thì khi mà chúng ta mặc vào cơ thể thì chúng ta sẽ thấy một độ thoáng mát và thấm hút mồ hôi rất tốt. Tuy nhiên, nhược điểm của vải sợi thiên nhiên thì rất dễ bị nhăn. Do đó các em cũng lưu ý. Ngoài ra chúng ta sẽ đi vào vải sợi thứ hai mà các em đã tìm hiểu, đó chính là vải sợi hóa học. Trong vải sợi hóa học này thì người ta chia ra làm hai loại, đó chính là vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp. Hai loại vải sợi này đều dệt từ các dạng sợi do con người tạo ra từ một số chất hóa học. Đối với tính chất của vải sợi nhân tạo, do được lấy từ chất cellulose có trong gỗ tre nứa nên khi mặc vào cơ thể nó sẽ có một ưu điểm của vải sợi thiên nhiên, đó là mặc thoáng mát và nó cũng sẽ hạn chế được tình trạng nhăn vải nên nó sẽ ít nhăn hơn. Còn riêng đối với vải sợi tổng hợp thì ưu điểm của vải sợi tổng hợp đó chính là không bị nhăn và nhược điểm sẽ là mặc không thoáng mát, ít thấm mồ hôi, do đó mặc vải sợi tổng hợp vào các em sẽ thấy rất là nóng nực và bí bách. Vải sợi cuối cùng mà chúng ta đã tìm hiểu đó chính là vải sợi pha. Vải sợi pha sẽ có nguồn gốc kết hợp từ nhiều loại vải sợi khác nhau, ít nhất là từ hai loại vải sợi. Vải sợi pha có thể kết hợp từ vải sợi thiên nhiên với vải sợi nhân tạo, hoặc kết hợp từ vải sợi tổng hợp với vải sợi hóa học, hoặc kết hợp từ vải sợi tổng hợp nhân tạo và sợi thiên nhiên. Do vải sợi pha kết hợp rất nhiều loại vải sợi khác nhau, nên vải sợi pha cũng sẽ có những ưu điểm và những hạn chế nhược điểm của các loại vải sợi thành phần. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần trọng tâm trong bài 7, trang phục. Trong bài 7 thì chúng ta phải nhớ về khái niệm của trang phục là gì. Thì trang phục sẽ bao gồm áo, quần và một số vật dụng đi kèm như khăn quàng, vớ, giày, dép, ba lô, túi sách, vân vân. Ngoài ra, vai trò của trang phục sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cơ thể, tránh khỏi những ảnh hưởng của tác hại bên ngoài như nắng, nóng, khói, bụi. Ngoài ra, vai trò của trang phục còn giúp cho chúng ta làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động sinh hoạt. Tương tự đó, phần thứ hai trong phần nội dung trang phục đó chính là các loại trang phục thường gặp nhất. Chúng ta sẽ có 4 loại trang phục thường gặp. Đầu tiên là trang phục theo thời tiết, chúng ta sẽ có các mùa như trang phục mùa hè, trang phục mùa đông, trang phục mùa thu, vân vân. Hoặc chúng ta sẽ có trang phục theo công dụng như là đồng phục, trang phục thường ngày, trang phục lễ hội, trang phục thể thao, vân vân. Đối với trang phục giới tính thì chúng ta sẽ có hai giới tính như sau:
trang phục nam, trang phục nữ. Đối với trang phục theo lứa tuổi thì chúng ta sẽ có trang phục người lớn, trang phục trẻ em, trang phục trẻ sơ sinh, vân vân. Ngoài ra, phần trọng tâm trong bài số 7 đó chính là cách lựa chọn trang phục. Trong phần lựa chọn trang phục này thì chúng ta sẽ lưu ý 4 nội dung sau. Đầu tiên, chúng ta phải lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của cơ thể chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn phải phù hợp với lứa tuổi để cho trang phục giúp chúng ta thêm đẹp hơn đúng với số tuổi của mình. Điều lưu ý thứ ba đó chính là phải phù hợp với môi trường và tính chất công việc nơi mà các em đến khi mặc bộ trang phục đó. Cuối cùng là chúng ta phải lưu ý về cách phối hợp màu sắc của trang phục. Ví dụ như chúng ta có các cách phối màu của trang phục như sau. Chúng ta có thể phối màu giữa trang phục màu tương phản với nhau trên cùng một vòng màu, hay chúng ta sẽ phối giữa hai màu kế cận nhau trên cùng một vòng màu, hoặc chúng ta có thể phối hợp các sắc độ khác nhau của cùng một màu. Đối với những áo hoặc quần có màu trắng và đen thì chúng ta sẽ được phối hợp được với tất cả các màu còn lại. Đến với phần thứ tư trong bài trang phục, đó chính là sử dụng và bảo quản trang phục. Đối với phần này thì chúng ta sẽ có 3 công việc để sử dụng và bảo quản trang phục đúng cách. Thì đầu tiên đó chính là công việc giặt đồ và phơi đồ. Khi mà chúng ta giặt đồ và phơi đồ đúng cách thì sẽ giúp cho quần áo chúng ta được sạch hơn, đẹp hơn, thơm tho hơn. Ngoài ra nó còn sẽ giúp cho quần áo của chúng ta được bền hơn, lâu hơn. Trong việc giặt và phơi thì chúng ta sẽ có 2 cách giặt. Giặt tay hoặc giặt bằng máy giặt. Tiếp theo công việc thứ hai đó chính là công việc là đồ hay nói cách khác là ủi đồ. Đối với mục đích của công việc này sẽ giúp cho quần áo của chúng ta thẳng hơn, đẹp hơn. Công việc cuối cùng đó chính là cất giữ quần áo sau khi chúng ta đã giặt đồ và phơi đồ, ủi đồ. Thì đối với những quần áo mà chúng ta thường mặc hoặc những quần áo chúng ta vừa mới ủi xong thì chúng ta có thể treo bằng móc để trong tủ. Hoặc đối với những nơi nhà có không gian tủ hẹp thì chúng ta có thể gấp gọn lại bỏ vào trong tủ đối với những quần áo thường dùng hoặc đối với những quần áo ít nhan hơn. Riêng đối với những quần áo nào ít sử dụng thì chúng ta nên cho vào túi ni lông để tránh tình trạng ẩm mốc hoặc có dán côn trùng làm hư hỏng tài sản như cũng là quần áo của chúng ta. Đối với phần cuối cùng của bài trang phục là đọc nhãn hướng dẫn sử dụng và bảo quản, thì các em quan sát cho cô bảng 7.3 sách giáo khoa trang số 55 và các em xem các ký hiệu bảo quản chung mà các em hay thấy nhất trên quần áo. Cuối cùng thì cô sẽ ôn lại cho các em nội dung kiến thức trong bài số 8 là bài cuối cùng của chương, đó chính là bài thời trang. Trong bài 8 này thì các em cũng phải định nghĩa được thời trang là gì. Thời trang hay nói cách khác là những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng nhất và được sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định. Do trang phục của chúng ta luôn thay đổi theo thời gian và được thể hiện thông qua các kiểu dáng, thông qua màu sắc, thông qua chất liệu, thông qua họa tiết của trang phục. Tùy theo nhu cầu mặc đẹp của mọi người mà chúng ta sẽ chọn các loại thời trang khác nhau để sử dụng. Cái thứ hai trong bài thời trang đó chính là chúng ta phải xác định được phong cách thời trang. Phong cách thời trang là thể hiện cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mỹ của mọi người, từ đó hoặc theo sở thích của mọi người, từ đó sẽ tạo nên cho mọi người một nét riêng biệt, một nét độc đáo. Một số phong cách thời trang mà các em hay bắt gặp nhất như phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách học đường, phong cách đơn giản, phong cách đường phố, vân vân. Ngoài ra trong bài thời trang này chúng ta còn tìm hiểu về phần thời trang thể hiện tính cách của người mặc. Như các em đã tìm hiểu trên lớp thì thời trang sẽ thể hiện được một phần nào tính cách của người mặc. Khi mà chúng ta kết hợp phong cách thời trang cùng với cách cư xử
ứng xử khéo léo, thì chúng ta sẽ tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt cho mọi người. Và chúng ta sẽ nâng được thiện cảm của mọi người, của mình trong mắt của mọi người. Ngoài ra, khi mà chúng ta lựa chọn trang phục theo thời trang thì chúng ta cũng cần phải lưu ý và thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên, chúng ta phải xác định được đặc điểm vóc dáng của bản thân như là cao, thấp hay thon, tròn hay là thân hình cân đối. Tiếp theo thì chúng ta sau khi đã xác định được vóc dáng của cơ thể thì chúng ta sẽ xác định phong cách thời trang mà bản thân yêu thích nhất. Các em có thể dựa vào tủ quần áo của mình, những trang phục nào các em chiếm nhiều nhất thì từ đó các em sẽ định hình và biết được phong cách thời trang mà các em hay mặc nhất là gì. Như chúng ta sẽ có các loại phong cách thời trang như sau: giản dị, trẻ trung, năng động, ấn tượng, dịu dàng hay trang nhã, vân vân. Sau khi chúng ta đã xác định được phong cách thời trang cũng như là đặc điểm vóc dáng của cơ thể mình rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn các loại trang phục sao cho phù hợp với phong cách thời trang đó và phù hợp với vóc dáng của cơ thể chúng ta. Khi mà chúng ta đã biết được cái kiểu trang phục mình chọn là gì, thì từ đó các em xác định luôn kiểu may, hoa văn, chất liệu vải và màu sắc. Để từ đó chúng ta có thể một cái nhìn tổng quát hơn để cho bộ đồ của chúng ta thêm đẹp hơn. Khi mà chúng ta đã xác định được kiểu may, màu sắc, hoa văn, chất liệu vải phù hợp với vóc dáng đã xác định ở trên, thì các em sẽ kết hợp thêm một số phụ kiện để cho bộ trang phục của chúng ta có sự đồng bộ giữa quần và áo và một số phụ kiện đi kèm. Từ đó sẽ khiến cho chúng ta đẹp hơn trong mắt mọi người. Và khi mà chúng ta lựa chọn phong cách thời trang phù hợp với bản thân mình thì sẽ tạo được thiện cảm rất nhiều trong mắt mọi người. Khi lựa chọn thì các em cũng phải lưu ý về vấn đề tài chính của gia đình mình và phải biết cách ứng xử khéo léo khi sử dụng bộ trang phục đó để tránh gây tình trạng phản cảm cho người đối diện cũng như là người xung quanh. Sau khi chúng ta đã ôm lại gợi nhớ các nội dung kiến thức trong chương 3 thời trang và trang phục thì chúng ta sẽ làm bài tập vận dụng như sau. Bạn B thường xuyên không tự tin với vóc dáng thấp và tròn của mình. Em hãy tư vấn giúp bạn lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của bạn để khiến cho bạn có thể trông cao hơn và thon hơn. Thì như chúng ta đã học và đã hiểu trên lớp thì các em có thể thấy được, đầu tiên thì chúng ta phải lựa chọn cho bạn kiểu trang phục phải có cơ thể vừa vặn với cơ thể, tránh những trang phục quá ôm hoặc những trang phục quá rộng hoặc các loại trang phục rút nhún xếp ly có bèo dúm thì sẽ làm cho bạn trông tròn hơn và thấp xuống nữa. Ngoài ra, đối với màu sắc thì chúng ta nên chọn những màu sắc có tông đậm như màu đen, xanh đen, nâu sậm, đỏ đậm, vân vân. Ngoài ra, đối với hoa văn và họa tiết thì chúng ta nên chọn các loại hoa văn có kẻ sọc hoặc hoa văn sọc ngang, hoa nhỏ, họa tiết nhỏ. Những kiểu trang phục có đường nét dọc theo thân áo sẽ trông bạn thon hơn và cao lên. Ngoài ra, chúng ta phải quan tâm đến chất liệu vải thì chúng ta tránh chọn các chất loại vải bóng láng, thô xốp. Chúng ta chỉ nên chọn cho bạn những vải trơn, phẳng hoặc những vải mờ đục sẽ khiến cho cơ thể bạn trông thon gọn hơn và cao lên. Tương tự ở câu hỏi số 1 thì các em hãy cùng giải đáp cho cô về bài tập vận dụng nằm trong câu hỏi số 2 như sau. Trong buổi lao động vệ sinh lớp học, có một bạn nữ mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy để đi lao động. Theo em, bạn mặc phải có phù hợp không? Vì sao? B. Khi đi lao động cần chọn trang phục như thế nào sao cho phù hợp? Thì trong tình huống này thì các em cũng có thể thấy được, khi mà bạn nữ mặc một chiếc đầm công chúa để đi lao động thì không phù hợp. Vì đối với loại chiếc váy đầm công chúa đó chỉ thích hợp cho những buổi đi chơi hoặc đi dự tiệc.
Riêng đối với những buổi lao động thì chúng ta nên ưu tiên chọn các loại trang phục có những kiểu dáng rộng rãi, thoải mái để cho khi mà chúng ta vận động dễ dàng hơn và kiểu may đơn giản không quá cầu kỳ để tránh tình trạng vướng víu khi mà chúng ta lao động. Ngoài ra chúng ta đặc biệt lưu tâm đến chất liệu vải, chúng ta nên chọn các loại vải có thấm hút mồ hôi tốt vì khi chúng ta lao động thì mồ hôi chúng ta sẽ tiết ra rất nhiều. Chúng ta mặc những trang phục không thấm mồ hôi sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta nóng nực. Đối với những bạn da nhạy cảm sẽ dẫn đến tình trạng là dị ứng hoặc chúng ta có thể bị say nắng, mệt mỏi. Ngoài ra trong quá trình lao động thì rất dễ dơ quần áo, dính những vết bẩn thì chúng ta nên lựa chọn những trang phục có màu sậm hoặc những trang phục có màu tối như đen, xanh đậm, đỏ đậm, vân vân. Sau khi đã củng cố lại kiến thức, nội dung trọng tâm trong chương 3, thì về nhà các em sẽ học theo đề cương mà cô đã phát trên lớp. Tuần chính thì chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Cô xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Chào các em và hẹn gặp lại ở tuần chính.